trong gia đình ở thị xã Thanh Hóa. Ở đó tôi được gặp cậu Nguyễn Xuân Tám, sinh năm 1943. 50 năm qua, tôi coi như cậu ruột của mình và cậu cũng rất yêu quý tôi. Cách đây mấy hôm, cậu có nhắn tin yêu cầu tôi đến. Thật là xúc động và thương cảm. Cậu gầy yếu lắm rồi, nói cũng rất là khó. Và cậu giao cho tôi hai bài viết thời trai trẻ, thời thanh xuân còn đi công tác chống Mỹ cứu nước, một thuyền trưởng kỳ cựu đi dò đường cho những con tàu không số để giải phóng miền Nam. Đây là hai bài viết của cậu, không rõ đã đăng báo nào chưa, nhưng cậu gửi lại cho tôi, mong rằng tôi muốn truyền tải cho tôi qua kênh Tiếng Vọng đến với các bạn. Tôi thấy cũng rất thú vị, xin gửi đến hai bài viết của thuyền trưởng Nguyễn Xuân Tám. Chuyến xuất kích cuối cùng. Trong khoảng giữa tháng 3 năm 1975, khi quân ta đang tổng tiến công giải phóng Huế, thì tôi được lệnh lên văn phòng thủ tướng nhận nhiệm vụ mới. Tôi lên ngay và ngồi chờ tại văn phòng phía cửa vườn Bách Thảo. Không khí tại văn phòng im ắng, người ra vào đều lặng lẽ. Tôi ngồi trên bộ sa lông gỗ và chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, một người xuất hiện từ phía cửa phòng thường trực và đi lại phía tôi. Anh tự giới thiệu: tôi là Đức, thư ký của thủ tướng. Đồng chí Tám chắc chờ hơi bị lâu. Tình hình tổng tiến công rất khẩn trương, các cụ họp liên miên. Rồi không chờ tôi nói câu nào, anh Đức nói tiếp: bây giờ đồng chí Tám quay về ngay Hải Phòng, chuẩn bị vài thứ cần thiết rồi lên sân bay Gia Lâm để cùng với một số cán bộ chiến sĩ bay vào Đà Nẵng. Vào đến đó sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể. Tôi bắt tay anh Đức rồi đi ngay cho kịp tàu hỏa. Ngồi trên tàu tôi nghĩ có lẽ sắp tới quân ta sẽ đánh vào Đà Nẵng. Như vậy cần phải có lực lượng nắm được tình hình, luồn vào cảng Tiên Sa để cho lực lượng hải quân chủ động khi tấn công từ hướng biển. Nhưng khi về đến Hải Phòng thì có lệnh tôi không phải lên bay sân bay Gia Lâm nữa, mà dùng tàu rà phá thủy lôi, rà phá lại các cảng phía Nam theo hướng tàu tiến công. Sau 2 ngày tôi chuẩn bị xong phương tiện và thiết bị, bổ sung thêm thuyền viên có kinh nghiệm. Buổi đưa tiến tàu phá lôi lên đường hoàn toàn lặng lẽ, bí mật. Chỉ có cục trưởng Lê Văn Kỳ và anh Phạm Văn Hải, trưởng ty bảo đảm hàng hải. Cục trưởng cầm tay tôi và dặn dò ngắn gọn: có thể đây là chuyến xuất kích cuối cùng của nhiệm vụ rà phá thủy lôi. Chuyến xuất kích nằm trong đợt tổng tấn công nên rất quan trọng. Chúc chuyến đi an toàn và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Cục trưởng rút trong cặp lấy ra một tờ giấy đưa tôi và nói tiếp: đây là công văn của phủ thủ tướng, quá trình thực hiện nhiệm vụ có gì khó khăn thì trình công văn này ra. Tôi cầm tờ công văn do phó thủ tướng Lê Thanh Nghị ký, lướt qua nội dung, trong đó ghi rõ trường hợp đặc biệt khi cần thiết, người cầm giấy này có quyền trưng dụng phương tiện khí tài phục vụ cho công tác rà phá thủy lôi. Tôi bắt tay hai thủ trưởng và lệnh cho tàu rời bến. Lúc này là 10 giờ sáng, bầu trời sáng sủa trong xanh. Toàn bộ anh em trên tàu đều phấn khởi hồ hởi. Lần đầu tiên sau bao ngày tháng tàu phá lôi được xuất kích ban ngày, không phải đề phòng máy bay Mỹ hoặc biệt kích. Tàu chạy miệt mài ngày đêm không nghỉ. Nhiệm vụ chính của tàu là khẩn trương rà phá thủy lôi các luồng, các cảng của những vùng vừa giải phóng để các tàu hải quân hoặc của các đơn vị vận tải tiến công an toàn. Rồi cho treo cờ mặt trận giải phóng lên cột buồm. Chúng tôi ăn mặc mũ tai bèo chỉnh tề, súng ống sẵn sàng. Ngày 27 tháng 3, tàu tôi đến Huế. Huế vừa được giải phóng, tôi cho tàu lượn nhiều vòng tại cửa Thuận An của cửa Tư Hiền nhưng không phát hiện được gì, chỉ thấy một số xác lính ngụy còn nổi lềnh bềnh quanh khu vực cảng. Sau 2 ngày, tôi quay tàu chạy ngay vào Đà Nẵng. Dọc đường đi có nhiều tàu của các đơn vị hải quân, đơn vị vận tải cùng đi. Không khí thật nhộn nhịp. Đúng chiều 29 tháng 3, tàu tôi đã vào đến vịnh neo tàu Sơn Trà.
Tôi cho tàu rà quét một số vòng trong vịnh, vẫn không phát hiện được gì, nên khoảng 17 giờ chiều tôi vào cập cảng Tiên Sa. Lúc này trên cầu cảng thật nhộn nhịp, nhiều đơn vị bộ đội, đơn vị vận chuyển hàng hóa đã tập kết ở đây. Tuy vậy anh em tàu tôi không được phép rời tàu để lên bờ. Sáng hôm sau, tôi cho tàu chạy băng qua cửa đại ra rà quét xung quanh Cù Lao Chàm, sau đó chạy tiếp ra đảo Lý Sơn. Đảo Lý Sơn gồm có hai hòn đảo, đảo lớn là Lý Sơn hay gọi là Cù Lao Ré và đảo bé tên là Cù Lao Bờ Bãi. Có rất đông người đang ngồi dưới bến của đảo. Khi tàu tôi gần vào bến thì bỗng mọi người cùng hô vang hoan hô bộ đội miền Bắc vào giải phóng miền Nam. Tôi neo tàu lại và hỏi thăm tình hình trên đảo. Bà con rất cởi mở chân tình. Khoảng hơn một tiếng sau, trước khi chúng tôi nhổ neo rời bến thì được bà con tặng hai bao hành và tỏi. Tàu chúng tôi chạy tiếp vào cập đảo Cù Lao Xanh vào ngày 4 tháng 4. Khi đó Quy Nhơn đã giải phóng từ ngày 31 tháng 3 năm 1975. Trên Cù Lao này có một ngọn hải đăng được xây từ thời Pháp. Ngọn hải đăng cao khoảng trên 100 mét. Chúng tôi lên đảo vì cần kiểm tra ngọn hải đăng này. Nhưng khi làm việc với người phụ trách đảo thì anh ta không đồng ý và tìm đủ mọi lý do vớ vẩn để gây khó khăn. Bí quá, tôi đành phải chờ trình tờ công văn do Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị ký. Tuy vậy anh này mặt vẫn lạnh như tiền, vẫn tỏ thái độ ta đây có quyền và bất hợp tác với chúng tôi. Cho dù tôi vẫn kiên nhẫn trình bày, cuối cùng anh này đứng lên đi lại cái tủ phía sau, mở cánh cửa, tay định sờ vào khẩu súng lục như có ý dọa dẫm. Tôi đành sẵn giọng, nếu anh sờ vào khẩu súng lục đỏ thì buộc chúng tôi phải nổ súng. Trong lúc tôi nói vậy thì anh Bình và anh Nguyên đi cùng đã lên quy lát hai khẩu AK, chĩa họng súng vào anh ta. Hoảng quá, anh ta đành phải đồng ý để chúng tôi lên kiểm tra ngọn hải đăng. Xong việc, khi chúng tôi sắp rời Cù Lao thì gặp một cán bộ chỉ huy đơn vị bộ đội địa phương hiện đóng quân trên đảo trước chúng tôi hai ngày. Câu chuyện, đồng chí bộ đội cũng tỏ ra rất khó chịu với tay trưởng đảo này và cũng đã phản ánh lên cấp trên. Rời Cù Lao, tôi cho tận tàu chạy vào Quy Nhơn, xin làm việc với thường vụ tỉnh ủy trình bày về việc cần thiết phải duy trì ánh sáng của ngọn hải đăng đối với việc dẫn đường cho các phương tiện đường biển. Tiện thể, tôi phản ánh luôn thái độ làm việc của anh chàng đang phụ trách Cù Lao. Xong việc ở Quy Nhơn, tàu chúng tôi lại chạy về phía Phú Khánh. Trên đường đi, chúng tôi ghé vào Vũng Rô. Vũng Rô từng là địa điểm tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử. Từ năm 1964 đến 1965, Vũng Rô đã tiếp nhận 4 chuyến tàu cập bến an toàn cho đến khi tuyến vận tải bị lộ. Khi tàu chúng tôi vào Vũng Rô vẫn còn nhìn thấy một tàu không số bị đắm, cabin và cột cờ của tàu vẫn còn nhô khỏi mặt nước. Chúng tôi cho tàu chạy tiếp xuống phía Nam, bỏ qua cảng Cam Ranh vào thẳng luồng vịnh Hòn Tre Nha Trang. Trong khi rà quét thủy lôi ở luồng vẫn không phát hiện được gì, khoảng 12 tháng 4 tàu vào neo tại cảng Cầu Đá chờ đợi. Lúc này trận chiến Xuân Lộc đang diễn ra rất ác liệt. Hàng ngày tôi thỉnh thoảng lên bờ và thành phố để nghe ngóng tình hình. Một hôm đang ngồi uống xá xị gần cảng thì một cậu thuyền viên chạy lên tìm tôi. Anh về tàu ngay, có người đang muốn gặp anh. Tôi trở về tàu. Từ xa tôi đã nhìn thấy một người đang đứng trên cầu tàu chở tôm, dáng rất quen. Hóa ra đó là trợ lý của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong quá trình công tác trên biển trước đây tôi từng gặp anh vài lần. Tôi bắt tay anh và hỏi, anh đi đâu mà xuống đây? Anh tìm tôi có việc gì? Anh kéo tay tôi ra tàu và nói nhỏ với tôi, anh ba đang ở đây. Anh ba muốn tham quan vịnh Nha Trang. Tôi bảo, sao anh không khuyên can? Ý định của Tổng Bí thư thật nguy hiểm. Anh nói, mình cũng đã gan rồi, nhưng anh ba không nghe, vẫn kiên quyết đòi đi xem vịnh cho bằng được, nên mình đành xuống đây tìm phương tiện. Thật may lại gặp các cậu ở đây. Tôi từ chối. Tôi không thể đưa Tổng Bí thư đi được đâu. Nhưng xảy ra chuyện gì bất chắc thì các anh truy cứu lý lịch của tôi cũng phải 3 đời, mà phải đến 9 đời, rắc rối lắm. Còn nếu cần thiết thì anh nên đưa Tổng Bí thư lên hai tàu hải quân cũng đang neo chờ tại hòn đảo phía bên kia.
anh vẫn kiên quyết. Mình hoàn toàn tin tưởng vào cậu. Trước đây khi các cậu rà phá thủy lôi trên biển, mình đã theo dõi rất sát. Các cậu rất dũng cảm và đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Tôi vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng anh nói, nếu mình ra lệnh cho cậu có chấp hành không? Đến nước này tôi đành phải nói, nếu anh ra lệnh thì tôi chấp hành. Tôi nêu yêu cầu, hiện chiến sự Xuân Lộc còn rất ác liệt nên cần cảnh giác đề phòng bất chấp. Việc đảm bảo an toàn cho tổng bí thư từ phía biển, từ trên không do anh điều các đơn vị trực chiến. Tôi chỉ lo cho tàu đi luồng an toàn. Anh em bàn các phương án an toàn có thể. Khi anh vừa đi khỏi, tôi lệnh cho anh em thuyền viên không được rời khỏi tàu, tiến hành kiểm tra máy móc các thiết bị an toàn. Đúng 15 giờ chiều, tổng bí thư cùng đoàn tùy tùng bảo vệ khoảng hơn 10 người đi xuống cầu tàu. Trao đổi với anh trợ lý, chỉ 3 người đi theo tàu thôi, chỉ tổng bí thư, anh và một bảo vệ biết bơi giỏi. Tàu biển khác với xe đò, muốn bám theo bao nhiêu cũng được. 3 người là tàu phải nhường 3 phao cứu sinh rồi, lại còn cử người bảo vệ khi tàu chạy nữa. Tôi cho đỡ mọi người xuống tàu, kê một cái ghế để tổng bí thư ngồi và cho tàu xuất phát ra phía luồng. Tôi bảo cậu bảo vệ đi theo và thuyền viên của tàu phải luôn để ý đứng che cho tổng bí thư khi tàu chạy sát đảo Hòn Tre, đề phòng có phát đạn nào bắn ra. Tôi đứng phía mũi tàu hướng dẫn tàu chạy, thỉnh thoảng liếc nhìn tổng bí thư và thấy tổng bí thư ngồi yên, nét mặt bình thản. Sau khoảng 45 phút, tàu đã lượn một vòng quanh vịnh và đảo. Tôi cho tàu quay vào cảng, hoàn thành chuyến đi căng thẳng. Tôi đỡ tổng bí thư lên bờ. Lúc này tổng bí thư mới nắm tay tôi và nói cảm ơn đồng chí. Khi cả đoàn tàu rời khỏi, trợ lý của tổng bí thư lùi lại phía sau bắt tay tôi và nói chuyến đi tuyệt vời, thành công mỹ mãn. Sau này lúc nào có điều kiện tám lên chỗ mình, anh em mình nói chuyện nhiều nhé. Tôi cười, đúng là chuyến đi thành công mỹ mãn, nhưng tôi thì tóc dựng đứng, quá căng thẳng. Hai anh em bắt chặt tay lần cuối cùng. Vâng, thưa các bạn, đó là một cái ký ức, một kỷ niệm đẹp về thuyền trưởng Nguyễn Xuân Đạt. Bàn tay ông bây giờ như da bọc xương, tôi cầm và cậu cháu tôi chỉ nhìn nhau mà không nói được gì cả. Qua kênh tiếng vọng này, tôi muốn gửi tặng cậu tôi một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời thuyền trưởng tham gia chống Mỹ cứu nước. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện riêng tư của cậu tôi.